Xin chào mọi người, mình là Hana. Và ngày hôm nay 16 tháng 12 năm 2020 thì Canon Việt Nam đã cho ra mắt một loạt máy in mới của dòng G-Series dành cho văn phòng và máy in ảnh chuyên nghiệp có thể in đến khổ là A3+. Và sản phẩm cao cấp nhất có mức giá lên đến là 22 triệu đồng. Bây giờ hãy cùng mình vào video để biết thêm chi tiết về những chiếc máy in này nha. Trước tiên thì hãy nói đến những chiếc máy in của dòng G-Series dành cho văn phòng tại nhà và văn phòng nhỏ. Thì chúng ta sẽ có 4 mẫu máy có mức giá từ 4,8 đến 7,3 triệu đồng. Trong đó với sản phẩm là G3060 sẽ là mẫu đắt tiền nhất, có tốc độ in lên đến là 10.8 trang ảnh trên phút và 6.0 đối với ảnh màu, phù hợp với những doanh nghiệp có nhu cầu in ấn lớn. Và đối với mẫu G1020 sẽ là mẫu rẻ nhất, nó sẽ phù hợp với sinh viên, người đi làm tại nhà hoặc là có nhu cầu in ấn tài liệu nhỏ. Và 4 sản phẩm của dòng G-Series sẽ có những tính năng nổi bật như sau. Và đầu tiên thì máy sẽ có nhiều mực hơn so với hộp mực tiêu chuẩn. Mẫu máy in G-Series mới của Canon với hộp mực đi kèm sẽ có khả năng in lên đến là 7.600 trang tài liệu trắng đen và 7.700 trang tài liệu màu. Máy sẽ tự động chuyển qua sử dụng mực màu đai khi cần in ảnh tràn lề, ngay cả giấy glossy với khổ tối đa là A4. Tiếp theo đã là cơ chế chống tràn và tiếp mực dễ dàng. Cái máy in mới của Canon có thiết kế bình mực mới với vòi phun chỉ vừa vặn với đầu hộp mực trên máy có màu tương ứng. Hộp mực tích hợp được thiết kế trên máy nhỏ gọn, có mặt kính tiện lợi giúp mọi người có thể là dễ dàng quan sát rõ lượng mực còn lại. Và máy in sẽ sẵn sàng hoạt động liên tục với thiết kế hộp mực thải giúp người dùng có thể tự thay thế dễ dàng mà không cần phải đến cái trung tâm bảo hành. Thao tác thay hộp mực thải và tự reset bộ đếm mực giúp kéo dài tuổi thọ của máy hơn so với lại là cái máy truyền thống. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng ứng dụng Easy Photo Ring Editor dành cho iOS, Android, Windows và macOS để có thể là in ảnh thẻ, các layout ảnh tùy biến, lịch và bưu thiếp rất dễ dàng. Và bây giờ hãy cùng mình điểm qua những cái điểm nhấn của hai chiếc máy này nha. Sản phẩm Pro 300 sử dụng hệ thống mực 10 màu Lucia Pro với công nghệ Chroma Optimizer tạo độ bao phủ màu rộng, màu sắc chân thật, màu đen rõ hơn cùng với sự chuyển tông màu mượt mà. Với sản phẩm Pro 200 thì chúng ta sẽ có hệ thống mực nhuộm 8 màu mang lại độ bao phủ màu rộng hơn so với lại là hệ thống mực 4 màu cũng như là 6 màu, sẽ giúp tạo sự tương phản tuyệt vời, mảng màu đen được tăng cường, màu sắc được thể hiện tốt hơn ở những vùng màu đỏ và xanh dương. Và điểm nhấn tiếp theo đó là về độ bền của bản in sẽ được nâng cao. Kết hợp với giấy in Canon phù hợp thì bản in có độ bền vượt trội hơn so với những điều kiện thông thường. Đặc biệt là ở sản phẩm Pro 300 sẽ đảm bảo chống mờ, phai màu lên đến 200 năm. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn có những ưu điểm khác như là vật liệu in ấn đa dạng, kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn mang được năng suất cao và sáng tạo với phần mềm Professional Ring và layout của Canon cũng là điểm nhấn nổi bật trên hai dòng sản phẩm này. Và đó là tất cả những cái thông tin về những chiếc máy in mà Canon cho ra mắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Cũng tại sự kiện thì Canon cũng mang đến những chiếc máy ảnh, máy chiếu mini cũng như là camera zoom digital để tất cả mọi người có thể trải nghiệm. Và mọi người có thể tham khảo những chiếc máy này trong video nha. Và cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video. Nhớ bấm nút đăng ký kênh YouTube của Techroom để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin công nghệ khác nha. Bye bye.